Thưa quý vị và các bạn, chuyển sang những thông tin cập nhật về tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Theo trang thống kê cập nhật dữ liệu thời gian thực của Worldometer.info, tính đến ngày 4 tháng 1 năm 2021, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 85,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,85 triệu người đã bị tử vong. Hiện Mỹ vẫn đang là một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 trên thế giới, với trên 21 triệu trường hợp mắc bệnh và gần 360.000 trường hợp tử vong. Và trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch song song với việc đẩy mạnh các kế hoạch tiêm chủng vaccine đại trà. Theo hãng tin Reuters, ông Mossab Salawi, người đứng đầu chiến dịch vaccine thần tốc Warp Speed của chính phủ Mỹ cho biết, các quan chức đang đàm phán với hãng dược Moderna và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA về ý tưởng này. Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna bao gồm 2 mũi tiêm. Tuy nhiên, hãng dược phẩm Moderna của FDA chưa đưa ra bình luận trước thông tin này. Trong khi đó, FDA cho biết họ đã tiêm hơn 4,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trong nước tính đến sáng ngày 2 tháng 1 và đã phân phối ra thị trường 13 triệu liều. Mỹ cũng đã phê duyệt một loại vaccine ngừa COVID-19 khác của hãng dược phẩm Pfizer, yêu cầu 2 mũi tiêm giống như Moderna. Tuy nhiên, việc tiêm chủng đã không đạt được mục tiêu ban đầu khi các quan chức hy vọng sẽ có 20 triệu người được tiêm chủng vào cuối năm 2020. Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết, nước này sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 miễn phí trên toàn quốc, chứ không chỉ ở riêng thủ đô New Delhi. Ông đã tới một bệnh viện ở Delhi để theo dõi quá trình thử nghiệm vaccine trên toàn quốc bắt đầu từ sáng mùng 2 tháng 1. Ông kêu gọi người dân không tin các tin đồn liên quan đến hiệu quả và sự an toàn của vaccine ngừa COVID-19. Chính phủ Ấn Độ mong muốn bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 1 này và dự kiến sẽ tiêm chủng cho khoảng 300 triệu người trong vòng 6 đến 8 tháng tới. Số bệnh nhân mắc mới COVID-19 theo ngày tại Hàn Quốc đã tăng trở lại ở mức trên 1.000 ca một ngày do số ca nhiễm mới tại nhà tù ở Seoul và nhà dưỡng lão trên cả nước tăng vọt, trong khi các ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng tiếp tục tăng. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh KDCA, ngày 4 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 1.020 ca nhiễm mới, trong đó có 985 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 64.264 ca. Con số trên cao hơn nhiều so với số ca nhiễm mới ghi nhận trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do số ca xét nghiệm ít hơn trong những ngày nghỉ lễ năm mới. Để ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ban hành loạt quy định mới với 28 địa phương, bao gồm thủ đô Bangkok, có hiệu lực từ ngày 4 tháng 1. Thang đo rủi ro thiệt hại vì đại dịch của Thái Lan gồm 3 mức, với mức độ giảm dần là vùng đỏ, vùng cam và vùng vàng. Tại các khu vực thuộc vùng đỏ, các hoạt động hội họp, hội thảo, từ thiện đều bị cấm, ngoại trừ các sự kiện của chính quyền tổ chức hoặc cấp phép. Theo thông báo, các trung tâm mua sắm, cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại, phòng hội nghị và triển lãm, cửa hàng tiện lợi, siêu thị và các địa điểm tương tự vẫn được hoạt động, nhưng phải tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Các công ty tư nhân cũng được khuyến khích cho nhân viên làm việc tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp với Tokyo và 3 tỉnh lân cận trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đang tăng mạnh. Theo Japan Times, thông tin trên do 3 nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản và đảng cầm quyền tiết lộ vào ngày hôm qua mùng 4 tháng 1. Truyền thông Nhật Bản cho biết tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Thủ tướng Nhật Bản có thể được ban bố sớm nhất là trong tuần này. Thông tin được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi thống đốc Tokyo Yuriko Koike và những người đồng cấp của bà từ các tỉnh Chiba, Kanagawa và Saitama yêu cầu chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số ca COVID-19 lây lan nhanh chóng. Một lần nữa, tôi kêu gọi người dân rút ngắn thời gian kinh doanh nhà hàng và quán bar xuống 20 giờ tại Tokyo và 3 tỉnh lân cận. Tôi cũng đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước. Trước đó, vào chiều ngày 3 tháng 1, Thủ tướng Suga Yoshihide đã thảo luận với chánh văn phòng nội các Katsunobu Kato, Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura, Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Yasutoshi Nishimura và Bộ trưởng Du lịch Kazuoshi Akaba về cách chính phủ nên phản hồi các đề nghị của các thống đốc. Nếu được ban bố, đây sẽ là lần thứ hai các khu vực ở Nhật Bản bước vào tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19. Lần ban bố tình trạng khẩn cấp đầu tiên diễn ra vào mùa xuân năm 2020, yêu cầu các trường học, các cơ sở kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa, kéo dài hơn một tháng. Kể từ khi bắt đầu làn sóng lây nhiễm thứ ba ở Nhật Bản, chính phủ của Thủ tướng Suga đã thận trọng trong việc ban bố tình trạng khẩn cấp bởi sẽ tác động tới hồi phục kinh tế.
Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 mới ở Nhật Bản đã tăng vọt vào thời điểm nghỉ lễ đầu năm mới, với con số hàng ngày trên toàn quốc lên tới 4.500 ca hôm 31 tháng 12 là một mức cao kỷ lục. Thưa quý vị, quay trở lại với quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19, đó chính là Mỹ, và hiện nay thì có thể nói rằng các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đang phải đối phó với tình trạng số bệnh nhân COVID-19 tăng mạnh chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bùng phát. Và theo số liệu của các chuyên trang theo dõi đại dịch COVID-19, Mỹ ghi nhận thêm hơn 123.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 2 tháng 1, đánh dấu ngày thứ 32 liên tiếp, con số này đã vượt 100.000 ca trên một ngày. Và theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 4 tháng 1, Mỹ đã ghi nhận hơn 21,1 triệu ca COVID-19 và ít nhất hơn 360.000 người đã tử vong. Tại California, khoa cấp cứu của các bệnh viện đang phải tiếp nhận số lượng bệnh nhân COVID-19 chưa từng thấy trước nay. Các chuyên gia về xây dựng và thiết kế của quân đội Mỹ đã được điều động đến khu vực Los Angeles để đánh giá liệu có cần nâng cấp hệ thống oxy của gần 10 bệnh viện ở đây hay không. Trong khi đó, có bệnh viện buộc phải chuyển đổi phòng hành chính, phòng chờ thành khu vực điều trị cho bệnh nhân COVID-19 vì quá tải. Nếu bạn bị tai nạn xe hơi, bạn sẽ muốn chúng tôi cứu sống bạn. Nếu bạn bị đau tim hoặc đột quỵ, bạn sẽ muốn nằm giường ICU với các bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng họ không thể chăm sóc cùng lúc 20 bệnh nhân khác. Riêng trong ngày hôm nay, trung tâm cấp cứu đã nhận được khoảng 250.000 cuộc gọi. Vì thế, hệ thống y tế về cơ bản đã bị quá tải. Sự gia tăng các ca mắc cũng làm hạn chế quá trình tiêm chủng. Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams cho biết, khi số ca mắc gia tăng, nguồn lực địa phương có thể tham gia vào chương trình tiêm chủng, nay sẽ phải điều động sang khu vực xét nghiệm và điều trị COVID-19, ứng phó với làn sóng gia tăng ca mắc. Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia ngày 3 tháng 1 cho biết, Mỹ đang bị tụt lại phía sau trong việc quản lý phân phối vaccine, nhưng hy vọng tốc độ này sẽ tăng lên trong tháng 1.